Hello, xin chào anh em nhé. Mình là Mộng nè. Không biết các bạn có ai da sao mới vô mình mới chỉnh có một cái mình đang lợt luôn rồi anh em. Đấy. Rồi, hello, xin chào anh em. Thì mình là Mộng nè. Không biết là các bạn có cái chỗ nào mà câu ngon lành chưa nhỉ? Ý là cái có chỗ nào cày tiền ngon chưa ấy? Nếu chưa thì hãy xem clip này của mình sẽ cho các bạn biết là chỗ nào câu nhiều tiền nhất nha. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn, review thực tế luôn. Là cái chỗ này là cái địa điểm mà mình yêu thích nhất nè. Để câu được những con cá gì và kiếm được bao nhiêu tiền trong vòng 12 tiếng với cái cần câu vịt. Ok nha. Thì mình treo hôm qua tới giờ thì cũng được 12 tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ vào mình review chi tiết cho anh em xem có những con cá gì nha. Ok, mình sẽ tạm dừng auto lại. Rồi. Đấy, vô túi nè. Và mình câu trong vòng 12 tiếng thì mình đã tốn hết 19k tiền để mà sửa cần câu. Mà là hồi tối á, là mình còn 294k. Lúc mà mình treo á, là 294k và bây giờ thì còn chỉ 275 thôi. Mất hết 19 rồi. Ở đây thì đập trời ơi. Thì ở ngoài biển thì có con cá mà canh thù với tôi nhất là chính là con cá quân dẫn cá bò cạp các bạn. Hai con cá là tôi ghét nhất luôn á. Ăn cá thui thì nó cũng tôi không ghét, nó ít tiền nhưng mà tôi không ghét, tôi chỉ ghét cá quân với cá bọ cạp thôi. Biết anh em có vậy không? Nếu có thì comment giúp cho mình biết với nha. Ok, đó là những con cá thường và đây là những con cá hiếm. Wow, 12 tiếng được bằng 39. Ôi, 9 con cá hiếm các bạn. Cá hiếm ở đây thì có rùa biển nè, cá nặng hải. Cá nặng hải thì 5 con luôn các bạn. 6 con luôn. Cá heo thì 2 con. Đó, ở đây là ba con cá là đặc trưng nhất nè. Biết là có cá hải dương chỗ này không thì mình chưa có câu được. Tiếp theo là con cá màu xanh thì có con cá thiên thần Carion và con cá tuyết đại tây dương và cá la hán. Mấy con cá này cũng khá nhiều tiền các bạn. Đó, đây là những con cá hiếm nha và mình sẽ đi bán cá. Bữa nay xui các bạn là không có dính con cá nào vương miệng á. Không sao, con như vậy là ok rồi, đi bán cá thôi. Ở cái xe mình mới mua 54k các bạn, đẹp không? Bán cá thôi, bán mấy cá tím trước nha. Bán nguyên cá tím trước. Ôi, câu ở đây thì mấy con cá này bán không có nhiều tiền bằng câu ở ngoài thuyền nâu. Cái thuyền nâu là mình bán một phát là 19k các bạn. Ở ngoài thuyền nâu là mình bán một phát 19k luôn á. Để xem ở trong này bán nhiều tiền không anh em. Ok, bán phát nữa là gỡ vốn nè. Đó, mình gỡ vốn rồi đó. Bây giờ là tính lãi nè. Mười hai tiếng ngoài biển, ngoài bờ biển bằng cần câu vịt nha. Ôi da. Ok, ôi khá ít các bạn ơi. Thì cái chỗ này lúc trước á, mà mình câu bằng cái cần câu gỗ á, thì mình farm rất là nhanh luôn. Không hiểu sao mình câu bằng cần câu vịt đó thì nó lại có 30k rồi. 30k các bạn. Thì nó ít hơn ở bài. Nó ít hơn ở ngoài thuyền nâu. Thì trước tiên thì ta sẽ loại bỏ cái vị trí này. Ngoài hải đăng thì nó nhiều hơn anh em. Và cái video tiếp theo mình sẽ review cho anh em chỗ trong cabin ha. Ở trong cabin bằng cái này hoặc là ở trong cái hometown. Sau đó mình sẽ tổng kết lại những cái video mà bằng cần câu vịt để mà chốt đơn cho anh em ở chỗ mà nhiều tiền nhất.
mình sẽ làm một vài cái video review lại toàn bộ, chốt đơn cho anh em cái vị trí mà nhiều tiền nhất và câu vẫn cần câu vịt nha. Ok luôn. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Cái clip này hay thì hãy cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh nha các bạn. Mình sẽ cố gắng thực hiện bằng nhiều cần câu khác nhau. Ok, bye anh em.